Nó dạy em lỡ dạy trong lúc này nọ, tinh thần của em nó bị quyến rũ hay gì đó. Nói chung là tại vì, nói chung là anh tách em thì cũng nên tách lại anh đi. Tại sao anh quen chị mà chị mẩy quá đi với vụ vậy? Tao lại mày. Mày khùng mày đi chết. Tao đi nha mày. Xin chào các bạn đến với chương trình Hóng Hớt. Từ sáng tới giờ anh tập thì cũng có những người chia sẻ một cái video cũng khá là hot hai ngày nay, nó liên quan tới streamer. Thì anh mới trình bày chút xíu góc nhìn để tụi em tránh những sự việc nó xảy ra trong clip đáng tiếc vừa rồi. Đầu tiên anh xin kể lại clip, tức là không biết con em streamer nào á ở ngoài Hà Nội đó, mặc đồ màu đen, được mệnh danh là Hắc Công Tử. Wow. Đó, gặp thằng kia mặc đồ màu trắng, Bạch Công Tử. Wow. Đó, dẫn con nhỏ, con gái, bồ của Hắc Công Tử. Đó, kêu là cô Ba Trà. Cô Ba Trà. What? Dẫn đi vô Circle K mua. Thì nghe lời hóng hớt của lực lượng đồng dâm trên mạng á, thì người ta nói rằng á, là trong cái lúc mà đi vô lựa đồ hay sau đó thì thấy được cô Ba Trà này có cặp mông quá đỉnh. Đó, quá đã gì đó nên Bạch Công Tử kìm lòng không đặng, nên đã vi phạm chủ quyền của Hắc Công Tử. Đó, đôi bàn tay sờ soạn kiểu gì đó không biết, nắng bóp gì đó thì cũng không rõ, thì chỉ nghe lời kể thôi. Thì đã dẫn tới cái mâu thuẫn là con nhỏ này nó bị ấm ức. Nó nói là em là hoa có chủ rồi, ồ tại sao hôm kia sờ free hay làm free gì đó mét lại Hắc Công Tử. Thì Hắc Công Tử đòi lại cái sự công bằng khi mà người yêu của mình nó bị xâm phạm. Thế cam ấy. Yêu cầu chủ quán của Circle K á trích xuất camera để coi cái hành vi đó như thế nào để bắt kia xin lỗi như gì đó. Xong rồi đại loại á là chủ quán thì nó đứng giữa mà giờ mất lòng một trong hai thằng thì cũng không được. Thì sau đó lời qua tiếng lại, nói chung là cái video nó cũng không có rõ ràng, lời qua tiếng lại thì có đoạn nghe được, có đoạn nghe không được mấy em. Xong rồi cái áo trắng á, nó nói là mày biết cái gì, mày biết bố mày là ai không? Mày là mày biết bố mày là ai không? Nó xong rồi cái nó đại loại là cái kiểu nói chuyện của mấy bạn ngoài Hà Nội mà cái giọng nó hơi cao cao rồi đó, bố mày này nọ, mày biết bố mày là ai không? Rồi cái kia thằng kia thì nó nghe lúc đầu nó nhịn, rồi sao mà cứ khiêu khích quá, xong rồi cởi áo đồ khoe vàng dao găm nữa. Nó mà tụi em thấy rồi đó, mà giờ khoe dao găm với gamer là thôi thua rồi, bây giờ khoe bố mày là ai đồ này nọ kia các kiểu, rất là khiêu khích, rất là khiêu khích đó. Tụi em coi clip đi, áo trắng rất là khiêu khích. Mình làm biết cóc có biết đúng hay biết sai, đúng không? Xin lỗi hay không không biết, có thừa nhận hay không thì không biết đó. Mà trong cái đoạn video đó thì nhỏ con gái cứ đứng thẳng quay parabol này nọ không mà xa quá thì nó dẫn tới cái hiện tượng hồi thằng áo đen nhìn không nổi nữa, nó đẩy vô trong, nó đọc cho SML luôn. Nó đập ba hít xong rồi chắc nằm liệt luôn rồi. Thì cái việc nó làm vậy thì nói chung là chia sẻ rất là nhiều. Tại vì các bạn trẻ bây giờ trên mạng mà những cái gì mình không hết liên quan tới gái gú á, liên quan tới bồ bịch này nọ kia đó, và những cái clip tự quay đó, thì đa phần nó được cái hiệu ứng rất là nhanh. Mà cái này nó có liên quan tới streamer, tại vì áo đen nó tập tạ mấy em. Yes. Áo đen nó tập tạ mà nhìn tay nó là biết nó có tập tạ rồi. Không biết có phải là fan của anh không thì anh không biết, có uống súp BBT hay không thì không biết, mà có uống áo clip hay không mà đấm mạnh quá thì anh cũng không biết. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là cái gì đó, cái vấn đề đây là cái cách sống, vấn đề là cái văn minh, đúng không? Giả sử như những gì anh nói nãy giờ là trên 80% là sự thật, tất nhiên thì ta chỉ nghe mấy cái biến hóng hớt này nọ, biết mấy cái bay lớn nó ngồi nó bóp thôi, biết có hay không có. Nhưng mà video là còn đó, cái video nó chỉ quay từ cái lúc mà gọi là Hắc Công Tử nói chuyện với Bạch Công Tử thôi, chứ còn cái lúc trước thì nó không quay, không biết là có cái vụ mà xâm phạm chủ quyền không, mà chắc thì phải có thì mới vậy. Nhỏ gái đứng ra phân trần can quá trời mà. Vậy thì giờ đặt cái vấn đề ông Hắc Công Tử nè, ở một cái tướng thì con nha, như con nhá bán á, tiền tập gym thì không có mà bị đặt bố láo, đúng rồi em. Riêng cái điểm này là anh không bao giờ đồng ý đó, anh cũng không bao giờ đồng ý cái từ mà hở rằng tí là bố mày, hở rằng tí là bố mày. Thí dụ như anh nói cái chuyện bố mày nghe nó còn được nha, còn mấy cái bạn đó đó nói cái chữ bố mày nghe nó cao mà nghe nó thanh mà nghe nó rất là khiêu khích mấy em.
mày giết bố mày là ai? Bố mày, bố mày xem gì, bố xem gì mày, mẹ tao bố mày. Bố mày nhá, bố mày. Thì lúc đó thằng áo đen nó kiềm chế không được, nó vả cho đúng rồi chứ còn gì nữa. Nó nên coi lại cách hành xử, nói chuyện không được khiêu khích như vậy mấy em. Mấy em ra đường mấy em nói chuyện bình thường. Nó dạy em lỡ dạy trong lúc này nọ tinh thần của em nó bị quyến rũ hay gì đó. Nói chung là tại vì nói chung anh tách em thì cũng nên tách lại anh đi. Tại sao anh quen chị mà chị mẩy quá đi vậy, vụ vậy. Mình thừa nhận sai cái đã. Mình nói dạ em lỡ. Nói chung là mình lỡ, mình xin lỗi bạn. Thôi giờ mình mời hai bạn uống nước. Không, anh kia nó im liền. Nói chung sai nhận sai đã, đàn ông đã sai thì phải nhận sai. Có thằng này nó không biết có sai không, mà chắc phải có, thằng kia nó mới làm dữ vậy. Mà nó khiêu khích rất là nhiều lần. Mà cởi áo rồi này nọ làm ghê gớm lắm, tưởng nó tướng bự lắm, mà xin lỗi thằng kia chắc sắp một tay. Nó vậy đó mấy em. Nó vậy đó, nó vậy đứng về ông áo trắng á là anh phê phán rồi đó. Ông áo trắng này không được. Về cách hành xử này nọ kia. Còn bây giờ á, người ta đi chung với bồ người ta thì mình bóp làm cái gì? Đúng không? Mình bóp làm cái gì? Biết bố mày là ai không? Bố mày đi xa hơi nữa. Hình như có câu đó mấy em. Bố mày chiếu luôn người ta. Mẹ cái bố mày vô bố mày đồng bạn mày. Ủa mày đi xe hơi mày không có tiền mày đi massage hả mày? Trần Duy Hưng mày không biết chỗ hả? Đúng không? Trần Duy Hưng mày không biết chỗ hả? Mày ra vài trăm ca mày thỏa mãn rồi, mày phê rồi. Chơi biết lực chứ ba. Còn cái này á, người ta có bồ, người ta đi chung với bồ. Đã mày mình địa người ta thôi. Thí dụ như mình chỉ cần địa bồ nó thôi mà mình liếm mỏ một cái. Giống như hiếp dâm trong tư tưởng rồi chứ còn gì nữa. Mà đằng này cái từ cái đầu óc đó với đôi tay đi tới hành động luôn. Vậy thằng này quá bậy, đàn ông sống quá bẩn. Đàn ông sống quá bẩn mấy em. Thật sự muốn gì muốn massage đầy kìa. Mày sợ tới cái gì luôn nữa chứ đừng có nói mông. Đúng không? Mà bây giờ làm cái chuyện đó đó, nó làm mất mặt đàn ông. Mất mặt đàn ông xong rồi chây chói còn hăm dọ còn khiêu khích này nọ kia. Bố mày gì đây? Bố dám ra nhận con không? Nope. Mà cứ cách nói chuyện bố mày này nọ, mày biết bố mày là ai không, mày biết bố mày là ai không này nọ, sấn vô cởi đồ ra hăm dọ. Ủa, thằng áo đen nó bả cho bảo đảm clip rần rần nào ông binh áo đen hết. Còn tiếp tục nói về áo đen đúng không? Áo đen thì nó cư xử cũng khá là bình tĩnh. Thế cà mê nói chung á, tại nó bị khiêu khích quá thôi. Nó chứ lúc đầu mình thấy nó đứng nó cư xử cũng đâu có gì đâu quá đáng. Chỉ có thằng áo trắng nói nhiều thôi. Áo đen nó đứng nó ngồi nó nghe này nọ kia. Xong rồi thì nó đập cho là đúng rồi. Gamer mà. Đúng không? Là một gamer đâu chỉ cơ bắp là được. Phải biết bảo vệ bạn gái mình nữa chứ trời. Đâu như thằng cha Lê Thẩm Dương. À đúng rồi. Cái kèo hồi nãy như thằng cha Lê Thẩm Dương mà dính vô kèo này chắc chả tránh vô không xấu mặt nào. Em là ông thầy tập trả, bởi vì giữa tôi với các bạn thì ai đúng, ai không đúng. Vậy thì nó dẫn tới là cái người mà tấn công em á, chắc chiếu nó xa. Nhìn nó nhìn trong hệ quy chiếu của nó, hệ giá trị cái gì nó. Không phải là càng hẹn. Thằng cha này tào lao. Tự nhiên cái người tấn công em chắc gì họ đã sai, nhưng mà trên góc nhìn của tao mày sai. Trời. Thôi về đi em. Về đi em, coi như bữa nay mình gặp thằng cu hồn này nó. Thôi về đi em. Nó dám vậy lắm á mấy em. Đó. Xong rồi bữa sau gặp thằng kia nó sọt vô luôn. Rồi xong rồi về đi em, coi như xui thêm. Không lẽ bị hoài em. Thôi về đi em. Tao lại. Hả tao lại mày. Mày khùng mày đi chết. Tao đi nha mày. Nó nói cách hành xử của thằng áo đen á, anh cảm thấy nó khá ok. Nó khá ok và anh cũng đánh giá cao nha. Nếu mà cái mốt gặp nó cho nó trao clip luôn. Để làm sao nó quýnh cho mạnh hơn giống như thế. Rồi nói qua nhỏ áo trắng. Không mà nhỏ trắng là nạn nhân không có tội gì nói hết. Đúng không? Nhưng mà bây giờ trong thế giới tập game thì có những vấn đề chia sẻ tụi em. Nó là cái vòng 3 nó hấp dẫn hơn cái vòng 1. Nha. Bao giờ cũng vậy thôi, dân tập game mà mấy em thấy mấy nhỏ gái game khoe toàn khoe đích không chứ con nào khoe ngực đâu. Nên trong game nó là như vậy. Mà khi mình dẫn bạn gái mình ra đường á, mà nó lỡ mà nó hở quá đó thì mình phải chém chém lại, hiểu không? Chứ không để nó vậy thì nó xảy ra nhiều cái vấn đề cũng ra công cộng mà. Công cộng mà đi coi phim, đi coi phẻo này nọ. Bởi vì tao đâu bao giờ dẫn bồ tao đi công cộng đâu. Tao đi riêng tư mà. Tao đi riêng tư mà. Bây giờ á, thì cái mẹ bồ anh Duy Nguyễn kêu anh Duy Nguyễn ơi đi coi phim anh. Nope. Trời đất ơi mẹ ơi, tự nhiên lái mẹ 7 tỷ tới mua vé phim mấy chục ngàn. Coi sao xứng em. Coi sao xứng em.
Chứ bây giờ anh dẫn em vô rạp phim fan anh nhóc trong đó rồi, nó nói trời ơi anh Duy Nguyễn ai đồ của em vô đây nó hả nữa, trời ơi chết lương á. Mà chưa kể đi siêu thị nữa, đông người quá đứng xếp hàng chờ check out. Check out là trả tiền đó, kiểu gì nó trả đụng. Nó nói tao nói thiệt với mày á, cái mông này gì đúng không? Cái tay mà để sẵn ở đâu, vậy đúng không? Nó có phải là tạo cơ hội cho người ta làm điều gian dối không? Wow. Còn dù cái ngực đúng không? Cái ngực nằm đây, không lẽ giờ gãi đây nó lộ chết mẹ, nó chặt nó bẻ tay mà không chết đẹp nữa thôi á. Ví dụ cái ngực tụi em phải giả bộ gãi đây. Không, còn cái tay đứng đây, lách qua bên. Đó, anh chỉ cho em mấy cái chiêu, tụi em phải đề phòng. Là mấy con nhỏ là mặc váy ngắn nữa thôi, thua luôn. Nên nó tóm lại á, trong cái video chia sẻ hôm qua đó, thì nó là một cái gì đó nó cũng, nó mang tính chất rất là thanh niên thôi. Rồi cái người chứng kiến người ta quay clip lại, người ta post lên nữa. Tự nhiên cái đó thành hot luôn của em. Bây giờ nổi tiếng cả làng luôn. Có con thiết âm mưu á, không biết sao cột cây đó có dựng chuyện không. Tại vì bây giờ trong cái nghệ thuật quảng cáo á, là phải làm cho cái cửa hàng mà nó nhiều post. Mà cái post nó càng tự nhiên càng tốt. Có nào xe cổ cây nó giả bộ quảng cáo thấy quay có bạn hiểu đó nha. Bây giờ bay lớn bay nào nó chia sẻ vô nó dìm nó nâng zimmer lên này nọ. Mà trẻ trâu mà quýnh lộn là thích nè. Cứ trẻ trâu quýnh lộn là nó xe. Mà cái thằng kia bị quýnh là đáng nữa nè, nó xe còn ác dữ nữa. Nó cái vấn đề là cái gì? Nó không có gì trơn trọi hết, chỉ là mâu thuẫn thôi. Chỉ là cái cám dỗ nhất thời thôi, dẫn tới một cái hành vi sai lầm. Mà cái sai lầm đó trả giá bằng giờ nổi tiếng luôn. Cái tật mà trịnh thượng ra đời á, sống là phải cư xử. Đừng có trịnh thượng, đừng có tỏ vẻ ta đây, đừng có bố mày. Nó kiểu nói chuyện bố mày người ta nghe người ta ức chế lắm. Thí dụ như anh Duy á, cái giọng anh Duy không có ghét được. Cái giọng anh Duy là giọng miền Nam, nói chuyện nó nhẹ nhẹ, nói chuyện dù anh kêu chữ bố thì nó cũng không có sốc nữa. Anh kêu giờ bố mày. Giờ bố mày thích á thì sao? Tụi em nghe tụi em thấy mắc cười chứ tụi em không có sốc. Yes. Nhưng mà thằng kia đâu. Nào, biết bố mày là ai không? Nào, sao? Ô, anh nghe là sùng máu điên lên rồi đó. Thiệt mà. Thí dụ em nghe cái nói chuyện gì em cảm thằng này tôi thằng đó đi nói chuyện nó tức nãy giờ từng kiềm chế hết nổi được con bồ can. Nó đẩy vô sườn cột cây đập cho vài cú. Mà tập gym mà một tay nó tập tạ phải 30 kg mẹ nó giọng vô liên tiếp coi. 30 kg còn tính ra là nhiêu, 300 newton nó giọng 10 cái 3000 newton chết mẹ cái mạng luôn. Nó bởi vậy thể hiện cái tật ngu ngơ thì ăn đập thôi. Nó nên nó tóm lại thì anh mong muốn á là Zimmer tụi em á giữ cái được cái đầu lạnh, mình đập nó khi nào mà mình mang tính chính nghĩa thôi. Thí dụ như mình đập nó mà sao mà người ta coi video lại người ta like mình á thì mình hãy đập, còn không á thì mình cứ chọc cho nó điên lên đi, nó càng điên nó càng sai, mình càng chính nghĩa đó. Ok chưa? Và cái nữa đó là ví dụ mình có bạn gái mình á thì mình phải có chút xíu nghệ thuật này nọ kia. Mình thứ nhất là tránh những cái chỗ mà nó dễ dàng nó gặp mấy thằng bá dơ rồi gặp mấy thằng biến thái này nọ đó mấy em, đúng không? Thí dụ như có thằng mẹ mê gái thằng nào chả mê, nhưng mà có thằng nó mê gái nó cầm tiễn đi Trầm Duy Hưng, nó đi này đi kia đúng không, nó đi massage đi tẩm quất không nói đâu, có thằng thì tiền thì nó không biết nó có không có mà nó bẩn nó bẩn bựa sao á, nó ra đường nó cứ biến thái kiểu này kiểu kia, địa hết toilet này tới toilet nọ, móc ra móc vô sờ qua sờ lại rớt chiếc lụm hàng gì đó. Đi siêu thị tối ngày giả bộ lụm hàng với kệ không mẹ lăn lê bò lết với nhìn váy người ta. Thì mấy cái thằng đó là mấy thằng biến thái. Ở ngoài đường này nó đầy. Ở ngoài đường này nó nhiều lắm mấy em. Nó bởi vì mình sống mình phải cố gắng nhìn trước nhìn sau. Mình đừng có bỏ con bồ mình đi mình. Mình đi mình phải giống như ngồi xe ba thằng đi. Đúng không? Ngồi xe ba thằng thì bao giờ cũng phải ngồi mình ngồi giữa hết. Chứ đâu cho để con bồ mình ngồi giữa mẹ thằng chạy ráp nó thắng cạch hoài. Đúng không? Mình thì nó thắng, mỗi lần nó thắng mình nhào tới muốn ói luôn mà thằng lái nó sướng. Nên thôi, chia sẻ thôi em vậy thôi. Mốt có biến gì hay thì gửi cho em. Mấy cái biến này gửi hoài, gửi cho anh hoài, anh coi hoài làm mất thời gian quá. Anh tập game không tập trung, ngủi cơ. Trời đất ơi, coi video này, bữa nay tao nó gửi hai clip. Một cái clip này với một cái clip nhỏ trang khàn. Tao coi xong tao ngủi luôn, tao không tập được khỉ gì trơn. Thôi mẹ nó bị tập game. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement.
Duy Nguyễn, BBT Founder.